Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và bình an. Thưa quý vị, tâm điểm ở Washington suốt từ ngày hôm thứ tư cho đến ngày hôm thứ năm đó là câu chuyện của tổng thống Ukraine ông Zelensky đã lần đầu tiên kể từ khi mà Nga đưa quân vào xâm lăng Ukraine và ông đã đi ra ngoài khỏi lãnh thổ của Ukraine và đã đến Washington để gặp tổng thống Joe Biden cũng như là có cái bài phát biểu tại Quốc hội ở lưỡng đảng và cả gửi những cái thông điệp cho người dân của mỹ và người dân ukraine và cả cho ông putin nữa thì cái tinh thần trong cái bài phát biểu và những cái gì mà cái nội dung mà ông zelensky xuất hiện tại washington đó cái chính là để kêu gọi nước mỹ hãy tiếp tục hỗ trợ cho ukraine trong cái cuộc chiến để chống lại cái sự xâm lăng của nga nhưng mà phải nói đây là một cái chuyến đi mà rất là nhiều tâm, thu hút nhiều tâm điểm của sự chú ý và chút nữa thì hoàng Vi sẽ thưa quý vị về những cái thông điệp chính những cái nội dung chính mà ông Zelensky đã gửi đến trong cái buổi ở quốc hội vào tối ngày hôm qua tối ngày thứ tư. Nhưng mà quý vị có biết không, để mà đi đến được cái hành trình mà đi đến được từ Ukraine bây giờ đang có cái giao tranh rất là ác liệt và đi đến được Mỹ đó thì ông Zelensky đã cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn và người ta nói đó cái chuyến đi hoàn toàn được giữ kín mãi cho đến ngày hôm qua ừ, xin lỗi ngày hôm thứ ba thì mới công bố là Zelensky sẽ đến Washington rồi đến ngày thứ tư là ông xuất hiện ở tòa bạch ốc thì uh, ngay khi mà ông zelensky vừa đặt chân đến tòa bạch ốc đó thưa quý vị xuất hiện và tổng thống joe biden cùng đệ nhất phu nhân là jill biden đã ra tận cửa để mà đón tiếp đó thì ngay khi mà ông zelensky vừa đến một cái thôi thì là vấp phải cái sự phản ứng chỉ trích rất nhiều của những người bên cánh hữu từ những cái nhà lập pháp cho đến những cái người làm truyền thông ở cánh hữu đó ví dụ như là bởi vì cái ý mà họ đã bốc ngay ra họ chỉ trích ngay đó quý vị đang thấy trên màn hình là cái bộ trang phục của zelensky là cái bộ trang phục của Zelensky, khoan nói cái sự chỉ trích đó là đúng là sai nhưng Hoàng vi chỉ phản ánh cái 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 dòng sự kiện thôi. Thì uh, những cái người mà làm truyền thông mới ví dụ như trên đài New, New Max là một cái đài uh, cực hữu và đặc biệt trong cái cuộc bầu cử uh, bầu cử năm 2020 đó là News Max uh, đã liên tục nói rằng đây là cuộc bầu cử gian lận và gian lận đó. Thì những cái người host có tên là Benny Johnson ngay lập tức đã tweet ra ngay đầu ngày luôn nói một cái từ rất là nặng nề, this grateful piece of là ý là nói và chỉ trích Zelensky á, là tại sao bây giờ không có đủ cái, cái cái giữ được cái tư cách của mình mà đi đến Washington mà gặp tổng thống của nước Mỹ mà lại không có chịu mặc suốt. Đó là cái quan điểm của cái người host ở trên đài Newsmax và còn gọi Zelensky á, là một cái tay côn đồ mafia và coi thường nước Mỹ và nói là what an incredible insult đây là một cái sự sỉ nhục nước Mỹ và người dân Mỹ. Chỉ vì cái bộ đồ của Zelensky đó, chút nữa Hoàng Vi sẽ nói thêm. Rồi ngay cả trên những cái trang báo viết mà nghiêng về cánh hữu cũng vậy nữa. Ở trên cái trang Breitbart thì có một cái tay mà chuyên viết xã luận đó thưa quý vị cũng nói là Zelensky đến tòa Bạch Ốc và để làm chi để mà kêu gọi viện trợ 45 tỷ mà quốc hội chuẩn chuẩn bị thông qua đây nè Mỹ chuẩn bị viện trợ nè đến Mỹ mà để xin 45 tỷ mà mặc cái bộ đồ như thế này thậm chí là không thể nào mà đi show some respect and rent a suit không thể nào vì 45 tỷ mà có thể bày tỏ cái sự tôn trọng đối với nước Mỹ mà đi thuê một bộ đồ vest cho nó đàng hoàng hay sao? Đó là lời của một tay phóng viên trên tờ Breitbart Hay ở Fox News với cái anchor có tên là John Roberts, không phải là ông thẩm phán uh, chủ tịch của tối cao pháp viện đâu thưa quý vị. Ông John Roberts này là host của, host của Fox News. Ông này nói là tôi chưa bao giờ trong đời mà tôi thấy một ai đó mà đến với nước Mỹ mà gặp tổng thống của nước Mỹ mà trái với cái thông lệ thường tình là phải mặc suit mà bây giờ ông này là như vậy. Nhưng mà cũng cái ông John Roberts này có chỉ ra một cái điểm và đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những cái chỉ trích ở trên. Ông John Roberts của Fox News nói gì? Ông chỉ ra cái bộ đồ mà Zelensky đến với tòa Bạch ốc ngày hôm thứ tư đó cũng chính là cái bộ đồ mà Zelensky ngày thứ ba đi đến Bamut. Và Bamut ở đâu? Bamut là một cái vùng đang giao tranh tiền tuyến, chiến tuyến đang giao tranh rất là ác liệt của Ukraine. Và nếu mà thắng lợi hay là thua cuộc ở cái vùng Bamut này, thì nó sẽ quyết định cái cục diện chiến tranh ở miền đông Ukraine. Và bây giờ giao tranh đang rất là căng thẳng như vậy và Zelensky đã đến Bamut để gặp gỡ binh lính và động viên binh lính. Thì cũng cái bộ đồ đó, Zelensky đã đi đến tòa Bạch Ốc. Thì cái, đây là cái, cái sự chỉ trích của cái anchor john robert ở trên fox news đã trả lời hết rồi bởi vì thưa quý vị người ta đang ở trong chiến tranh người ta đang ở trong chiến tranh đang bị đang giao tranh rất là đẫm máu bao nhiêu người chết rồi người ta đang phải uh, gọi là uh, suy nghĩ nát óc và tìm ra những cái chiến lược để có thể survive để có thể sống sót qua những cái sự tấn công của kẻ thù mà bây giờ kêu người ta là phải là chỉnh chu và phải tất cả mọi thứ nhưng đó chỉ là một quan điểm mà Hoàng Vi đọc thấy khi mà bảo vệ cho ông Zelensky thôi. Còn một cái ý xa hơn, thưa quý vị, đó là cái bộ đồ truyền thống, cái bộ đồ mà Zelensky đã xuất hiện trên khắp các diễn đàn ở khắp nơi trên thế giới, từ những cái quốc hội của Canada rồi của Úc, rồi đi đến cả những cái giải thưởng phát giải Grammy hay là Cannes, bất cứ một cái diễn đàn nào Zelensky cũng chỉ có xuất hiện trong một cái bộ quần áo truyền thống với cái màu olive như thế này thôi đó có cái sự chủ ý của zelensky và cả những cái uh, tư vấn cái người giới chức uh, cấp cao mà tư vấn cho zelensky trong cái câu chuyện đó cho nên một lần nữa trước khi mà đi đến cái phần chính để thấy rằng là khi mà ông zelensky ông chưa có đến mỹ thì ông cũng vấp phải cái sự chống đối rất là lớn hoàng vi có thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua là bà taylor green bà chỉ trích rất là nhiều bà nói là chuẩn bị đó chuẩn bị là zelensky đến mỹ đó cái tiểu bang thứ 51 của Mỹ phải không? Ukraine là tiểu bang 51 của Mỹ phải không? Đi đến để xin tiền đúng không? Trong khi đó đó người dân của tôi đây nè, là của Taylor nói người dân của tôi đây ở tiểu bang của tôi đây, bây giờ còn không có đủ mà cơm ăn không có tiền để chống đối với lạm phát, đối phó với lạm phát mà bây giờ cứ đi rót tiền cho Ukraine. Ông chưa đến Mỹ là ông đã vấp phải sự chỉ trích của những cái người bên cơ cực hữu, bên bảo thủ như thế này. Và khi đến Mỹ rồi đến tòa Bạch Ốc rồi thì Zelensky cũng vấp phải hàng loạt chỉ vì cái bộ trang phục mà ông ấy mặc trên người để mà đi đến gặp tổng thống Joe Biden. Nhưng mà đó không phải là cái tiêu điểm chính thưa quý vị. Cả một ngày hôm qua ngày thứ tư Zelensky ở Washington và toàn bộ những cái thông điệp mà ông muốn gửi đến đó là cho ba cái target audience ba cái đối tượng khán giả mà ông muốn gửi thứ nhất là người dân mỹ và lãnh đạo của nước mỹ cái thứ hai là người dân của ukraine hiện nay đang cũng phải đồng lòng để mà vượt qua những cái cơn khó khăn như thế này trước những cái đòn xâm lăng của nga và cái thứ ba là dành cho chính ông putin và người dân của nước nga thế thì ngay cái khoảnh khắc mà zelensky mặc cái bộ đồ olive đó thưa quý vị mặc cái bộ đồ mà gần như là trở thành đã biểu tượng rồi và quý vị biết không ở trên amazon hiện nay đó người ta gần như là cháy hàng khi mà bán những cái chiếc t-shirt và với cái cái màu như vậy để mà ủng hộ glogri cho ukraine vinh quang cho ukraine thì ông bước xuống tòa bạch ốc đó ông được tổng thống và để nhất phu nhân ra tận nơi đón tiếp và người ta nhìn thấy cái hình ảnh là ông tổng thống joe biden, biden á, đặt cái tay lên cái vai của ông và sau đó là lên lưng của zelensky một cái 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 một cái chào đón và một cái hớt nó rất là triều mến và sau đó là cả ba cùng đi vô bên trong thì cái và cũng trong cái cuộc hội đàm với tổng thống Joe Biden thì ông Zelensky đã bày tỏ cái sự biết ơn biết ơn cái sự lãnh đạo dẫn dắt của ông Joe Biden và đặc biệt đã giúp đỡ cho Ukraine và huy động một cái nguồn hỗ trợ rất là lớn cho Ukraine và cũng trao cho ông tổng thống Joe Biden một cái huy chương danh dự từ Ukraine đại diện cho người dân gửi đến cho ông tổng thống của nước Mỹ. Nhưng mà cái tiêu điểm mà người ta để ý nhất, người ta quan tâm nhất đó chính là cái sự xuất hiện của Zelensky ngay tại quốc hội vào chiều tối ngày thứ tư. Và sau cái bài phát biểu quý vị có biết không là những cái nhà lập pháp ở ở trong cái ở quốc hội. Á, người ta đã đứng lên và người ta vỗ tay rào rào không phải là một lần mà rất là nhiều lần để người ta bày tỏ cái sự cảm kích và cả những cái thông điệp mà Zelensky đã gửi đến đó quý vị đang thấy trên màn hình. Là không phải một lần nha Hoàng Vi theo dõi cả một cái bài diễn văn hơn 45 phút và các nhà lập pháp trong đó có cả Dân Chủ và có cả Cộng Hòa đã đứng lên và vỗ tay rần rần. Và ở đằng sau lưng của Zelensky là hai bà nữ tướng là bên phải là bà Nancy Pelosi là bà chủ tịch hạ viện và bây giờ bà cũng chuẩn bị kết thúc cái nhiệm kỳ của mình và bên trái là bà phó tổng thống Kamala Harris thì bốn cái thông điệp chính mà tổng thống Zelensky đã gửi đến thứ nhất ông nói là cái cuộc chiến này không thể nào trì hoãn được nữa cái cuộc chiến này không thể nào mà gian dở ngưng lại hay trì hoãn được nữa bởi vì sao ông nói rằng có rất nhiều người đã gợi ý là bây giờ ukraine phải ngồi vô bàn đàm phán để mà kết thúc cuộc chiến tranh nhưng ở cái thời điểm này đây sau những gì mà quân nga đã làm đối với ukraine và người dân ukraine thì ông nghĩ rằng không có cái điểm gì mà có thể đàm phán với quân nga ở thời điểm này và có thể kết thúc chiến tranh trên cái bàn đàm phán được nữa đó là lời zelensky nói và ông nói cuộc chiến này không chỉ là cho cái mạng sống cho sự tự do và cho sự an toàn của người dân ukraine mà cả cho những cái nước láng giềng của ukraine mà có thể bị trực chờ bên bờ vực thẳm và có thể bị putin cũng sẽ làm tương tự như vậy bất kỳ lúc nào và hơn hết cái cuộc chiến này là để là một cái câu trả lời cho trong cái sử sách đó, cho những người con cháu của chúng ta biết được là cái lịch sử nó đã lưu danh với những cái gì mà quân nga đã làm và, và người ukraine đã chống trả như vậy đó là câu trả lời cho cái hậu thế và ông cũng nói một cái ý đó, thưa quý vị là cái cuộc chiến đối với Putin như thế này đó, ông Zelensky đã so sánh với cái cuộc chiến mà chống lại với đạo quân Hitler vào năm 1944. Nhưng mà có một cái điểm rất là khôn khéo, tức là không chỉ là nhắc đến là người dân và binh lính Ukraine đang phải chiến đấu và khó khăn và đổ máu như thế nào. Ông Zelensky đã kết nối người Mỹ và quân Mỹ vô trong cái câu chuyện này. Đó là ông nhắc lại cái sự kiện năm xưa. Ông nói là những gì mà Putin đang làm bây giờ đã quăng tất cả mọi thứ nguy hiểm và chết chóc và tàn bạo vô cho Ukraine cũng chẳng khác gì với Hitler đã làm vào cái năm 1944 và người dân Mỹ đã cùng sát cánh và đã chống chọi lại cái đạo quân Hitler phát xít đã uh, nguy hiểm như thế nào cũng năm 1944 cho nên hai cuộc chiến này tương tự nhau đó là một cái điểm mà sau đó những nhà bình luận người ta nói vô cùng khôn khéo của zelensky tức là để nói để nói rằng để gợi một cái sự tương đồng và một cái sự kết nối giữa quân và dân của người mỹ và ông cũng gửi một cái thông điệp cho nên cái sự chiến thắng của người ukraine á, muốn nói với những cái nhà độc tài trên thế giới hiện nay đó là cái câu chuyện mà ngày xưa mà đem quân vô mà đánh và xâm lăng và chiếm đất người ta ngang nhiên giữa ban ngày băng mặt á, cái chuyện đó không thể diễn ra ở thời điểm này. Và nếu giả sử mà Ukraine mà có thua trong cái cuộc chiến này á, nó sẽ thay đổi hoàn toàn những cái chuẩn mực và những cái trực tự và cả những cái nền dân chủ của thế giới vào cái thời gian hiện đại như thế này. Và ông có nói một cái ý thế này nữa thưa quý vị, để người ta nói rằng Zelensky đúng, đúng là xuất thân là cũng có cái cũng có cái tư chất là diễn truyền đạt một cách rất là diễn cảm và cũng có cái 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 tư chất là sân khấu nữa đó cho nên ông biết cái cách nhấn nhá nói chuyện và trong cái nội dung của cái bài diễn văn cũng có rất là nhiều ý làm cho người ta gây cái sự xúc động thì một trong những cái điểm đó zelensky nói thế này nè năm nay christmas năm nay người dân ukraine đã đón chào christmas bằng nến nhưng mà đây không phải là cái sự lãng mạn của người dân Ukraine đâu quý vị, đó là lời Zelensky. Mà bởi vì quân Nga đánh sập hết mạng lưới hạ tầng cơ sở cho nên đâu còn điện đâu. Cho nên là phải đón Giáng sinh ở dưới tầng hầm hay là ở trong những cái khu trú ẩn và phải đốt nến lên trong cái mùa đông lạnh lẽo giá rét như thế này. Nhưng mà chúng tôi không có complain, chúng tôi không có phàn nàn về điều đó. Và chúng tôi chỉ biết rằng là mình phải chiến đấu cho đến phút cuối cùng, cho đến cái ngày chiến thắng và chúng tôi sẽ chiến thắng đó là lời zelensky nói cái thông điệp thứ ba zelensky cũng muốn gửi đến cho người dân của nga thưa quý vị ông nói thế này nè người dân ukraine chúng tôi đang chiến đấu trên chiến trường rất là khốc liệt nhưng mà chúng tôi tin chúng tôi tin là cái sự độc tài của putin sẽ không có đem một cái điều gì tốt đẹp hết cho người dân của nước nga cho nên tôi biết rằng có một điều rất là quan trọng chúng tôi thì đang chiến đấu trên chiến trường còn người dân nga thì đang chiến đấu ở trong cái tâm trí trong cái tư tưởng của họ nghĩa là zelensky đang kêu gọi người dân nga và cũng như là những cái giới chức của nga đó và những cái giới tài phiệt những cái giới tinh hoa của nước nga phải nhanh chóng đồng lòng và để lật đổ cái vai trò của putin thống trị và độc tài hiện nay đó là cái thông điệp rất là ẩn ý của zelensky và cái điều thứ tư đây mới là cái điều quan trọng mà zelensky đã chuẩn bị và sắp xếp những cái ý tứ rất là khéo léo để gửi đến người dân Mỹ. Quý vị biết như ngày hôm qua trong chương trình sự kiện trong ngày, Hoàng Vi có thưa, Zelensky đang phải chạy đua để mà đến nước Mỹ, để mà có thể gặp gỡ những nhà lãnh đạo của Mỹ cũng như là người dân Mỹ, bởi vì cái thời gian đã điểm và không còn bao lâu nữa, Đảng Cộng Hòa sẽ chính thức nắm quyền kiểm soát ở hạ viện và Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần nói rằng, thật ra chính xác là chỉ một số cái nhân vật trong đảng Cộng hòa thôi thưa quý vị không phải là hầu hết đâu và trong đó người ta thấy là Cộng hòa MAGA là đa số là phản đối cho chuyện này họ đã hâm he và nói rằng là không có viết những cái plan check để gửi cho Ukraine nữa không có viện trợ cho Ukraine nữa hay là nếu mà muốn viện trợ thì phải có audit phải có kiểm tra giám sát đàng hoàng để coi cái số tiền từ bấy đến nay là đã, đã tiêu dùng như thế nào thì Zelensky biết rõ điều này Zelensky biết rõ điều này cho nên ông nói một cái thông điệp vô cùng phải nói là rất là nhiều những cái nhà bình luận về chính trị sau đó họ nói là thực sự thực sự là cái anh hề này rất là khôn khéo khi mà anh xoáy vào đúng cái điều mà phía đảng cộng hòa đã chỉ trích và người dân mỹ đang rất là quan tâm đó là cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ và viện trợ mãi cho đến bao giờ. Mặc dù là vào đầu ngày tổng thống Joe Biden có nói một cái ý chắc nịch là Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine cho đến khi nào cần thiết đến khi nào kết thúc cuộc chiến tranh này mới thôi. Còn kết thúc hay không, kết thúc bằng cách nào hay kết thúc trên cái bàn đàm phán thì đó phụ thuộc vào người dân Mỹ. Đầu ngày thứ tư là ông Biden nói vậy. Nhưng mà đây là thông điệp mà Zelensky gửi đến người dân Mỹ nè thưa quý vị và cả những cái nhà lập pháp Tiền của các quý vị á không phải là để làm từ thiện đâu. Tiền của quý vị không phải làm từ thiện mà đây là một cái sự đầu tư một cái sự đầu tư vào cái nền an ninh và dân chủ của toàn cầu và chúng tôi đang sử dụng nó một cách rất là có trách nhiệm và ông khẳng định cái viện trợ quân sự của Mỹ tổng cộng là giải ngân á mà Ukraine đã tiếp cận được cho đến nay á là 21 tỷ thực ra là đã là năm mươi mấy tỷ rồi thưa quý vị thông qua vũ khí thông qua uh, tiền viện trợ nhân đạo nhưng mà để có thể chạm đến Ukraine đến nay á là hai tỷ ba và ông nói đó là đã giúp Ukraine đạt những cái bước tiến rất là quan trọng trên chiến trường, cái cục diện chiến trường thì không phải là trong cái khuôn khổ này nhưng mà quý vị đã biết nghe tiếng gần như là rất là ít trên cái cục diện chiến trường cho đến thời điểm này và ông Putin hoàng quý có thưa mà ông nói là bây giờ thậm chí bốn cái vùng mà ông trưng cầu dân ý để rồi sát nhập người ta đó lấy của người ta đó bây giờ cũng gặp khó khăn và trở lại Zelensky nói câu này lần tiên của quý vị là dùng để đầu tư cho cái nền an ninh và dân chủ toàn cầu và chúng tôi dùng rất là có trách nhiệm và thế giới đang liên kết và phụ thuộc quá nhiều vào nhau và không cho không cho phép ai đó có thể đứng sang một bên và cảm thấy là an toàn khi có một cuộc chiến đang tiếp diễn. Mỹ và Ukraine bây giờ là đồng minh trong cuộc chiến này và tôi biết năm sau sẽ là một cái năm bước ngoặt của cuộc chiến tôi biết điều đó và đó là thời điểm mà lòng can đảm của người Ukraine và sự quyết tâm của người Mỹ bảo đảm sự tự do chung cho chúng ta. Nhưng cái câu này mới nói là cái câu đóng đinh lại nè thưa quý vị, câu chốt là cái bài phát biểu nè. Thế giới này phụ thuộc rất nhiều vào nước Mỹ. So much in the world depends on you. Thế giới này trông cậy và phụ thuộc vào rất nhiều nước Mỹ. Tức là gì? Kêu gọi người ta giúp tiền để và viện trợ cho mình tiếp tục đánh nhau để có thể giành chiến thắng và khơi gợi được cả cái sự tự hào nữa, cái cái lòng kiêu hãnh của nước Mỹ và nhắc cho nước Mỹ nhớ, quý vị chính là cái người mà um, gọi là người anh cả trên chính trường quốc tế đó. Quý vị đừng quên cái vai trò lãnh đạo của mình và thế giới còn phải trông chờ vào nước Mỹ phải nói là đây là một cái câu mà Hoàng Vi nghĩ rằng và đọc từ những cái nhà bình luận là ai cũng cảm thấy rất là tâm đắc và thích thú với cái câu nói này. Cho nên là cả cái hội quốc hội ngày hôm qua là những nhà lập pháp đứng lên vỗ tay rào rào thưa quý vị. Là bởi vì Zelensky đã nhắc cho những người Mỹ mới nhớ, những cái vị lãnh đạo và người dân Mỹ nhớ rằng nước Mỹ luôn ở vai trò lãnh đạo thế giới thế giới đang trông chờ vào bạn đó và đó là những cái nội dung chính những cái nội dung chính mà zelensky đã gửi đến quốc hội uh, lưỡng đảng vào ngày hôm qua và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ở phần đầu Hoàng Vy đang thưa quý vị câu chuyện về ông Zelensky với cái bài diễn văn phải nói là rất là nhiều người cho rằng vô cùng cảm động, vô cùng xúc động và đặc biệt là những cái thông điệp mà rất là khéo léo để gửi đến người dân Mỹ và đến những nhà lãnh đạo của nước Mỹ. Ông nói đó cái tiền mà quý vị mà viện trợ cho Ukraine á, không phải là tiền từ thiện đâu mà đây là một cái sự đầu tư vô cái nền an ninh và cái uh, sự nền dân chủ của toàn cầu. Và chúng tôi đang sử dụng một cách rất là trách nhiệm. Nhưng mà cái câu mà nó đóng lại tất cả mọi thứ gọi là đóng đinh lại để mà thuyết phục nhất và âm vang ở quốc hội mà khiến cho những cái nhà lập pháp á, phải đứng lên và vỗ tay tán thưởng đó quý vị. Và để Uh, nhắc cho người dân Mỹ về cái sự kiêu hãnh của họ đó, đó là thế giới này trông chờ vào nước Mỹ. Zelensky nhắc là nước Mỹ vẫn các bạn đừng quên là các bạn ở vị trí lãnh đạo, nước Mỹ đang dẫn dắt thế giới và nước Mỹ đang lãnh đạo thế giới. Đó là thông điệp mà rất nhiều người nói là một cái sự vô cùng khéo léo của Zelensky và chứng tỏ là đây là một anh hề mà vừa có một cái tư chất của một nhà chính trị làm chính trị nhưng mà cũng có một cái tư chất là rất là biết diễn thuyết và rất là biết sử dụng những cái thông điệp nào để có thể win được người nghe và hãy hình dung ông Vladimir Putin thưa quý vị ông tổng thống của nước nga Ông sẽ nghĩ gì? Ông sẽ nghĩ gì trong suốt cái ngày thứ tư ngày hôm qua khi mà thấy Zelensky đến tòa Bạch Ốc? rồi được Tổng thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân bước ra đón tiếp với cái đón chào rất là nồng ấm. Quý vị như hình ảnh hồi nãy quý vị thấy đó, ông Tổng thống Joe Biden đã đặt tay lên hớt và đặt tay lên vai, lên lưng của Zelensky để đón chào rất là trọng thị và rất là thân tình. Rồi ông Putin sẽ nghĩ gì khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của Zelensky xuất hiện ngay tại quốc hội và được những cái nhà lập pháp trong đó hai cái nữ tướng của của Mỹ hiện nay là bà phó tổng thống Kamala Harris cũng như là bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi đã bày tỏ cái sự triều mến và cái thịnh tình rất là lớn dành cho ông tổng thống Ukraine. Zelensky sẽ nghĩ gì và Zelensky, xin lỗi ông Putin sẽ nghĩ gì khi mà nhìn thấy cái thông điệp mà ông Putin, ông Joe Biden đang gửi đến cho ông Putin nè thưa quý vị. Vào sáng ngày hôm qua tại tòa bạch ốc, ông Joe Biden nói như thế này nè, rất là quan trọng cho Putin và bất kỳ ai ở trên thế giới này nhìn thấy cái hình ảnh mà tôi và Zelensky rất là đoàn kết với nhau. Nước Mỹ và Ukraine rất là đoàn kết với nhau. Và tôi phải nói một điều như thế này rằng cho Putin phải biết rằng tôi chúng tôi sẽ làm mọi giá trong cái quyền hạn và cái power và cái năng lực của mình để làm sao bảo đảm là Zelensky và Ukraine phải chiến thắng. Đó là thông điệp mà ông tổng thống của nước Mỹ ông Joe Biden đã gửi trực tiếp cho ông Putin. Chúng tôi sẽ làm bằng mọi giá trong các khả năng và quyền hạn của mình để bảo đảm cho Zelensky và Ukraine phải chiến thắng. Thế thì chúng ta hãy hình dung là ông Putin sẽ nghĩ gì khi mà trong suốt cái thời gian vừa qua, ông chỉ gặp gỡ một số ít những cái đồng minh của mình, ví dụ như gần đây nhất là ông tổng thống của Belarus. Ông có rất ít đồng minh sát cánh cùng với mình, trong khi Zelensky đã trở thành gần như là một vị lãnh đạo của toàn cầu ông xuất hiện trong tất cả các diễn đàn từ Quốc hội Mỹ, rồi Quốc hội của Canada, rồi cả Anh và trong những cái buổi trao giải từ Grammy cho đến Cannes. Và cái tiếng nói và cái tầm ảnh hưởng và cái những cái sự thuyết phục của Zelensky đã tỏa ra khắp nơi. Vậy thì Putin sẽ nghĩ gì trong những câu chuyện này? Đó là về phía Putin thưa quý vị. Nhưng mà như hồi nãy Hoàng Vi có thưa quý vị đó, cái câu chuyện là ông Zelensky ông đến Mỹ mà không phải là ai cũng hưởng ứng đâu ông vấp phải rất nhiều những cái sự chỉ trích. Ở đầu chương trình ở phần một Hoàng Vi đã thưa đó, vừa mới tới tòa Bạch Ốc thôi là đã bị những cái người mà bảo thủ đó, người ta chỉ trích từ cái bộ đồ mà Zelensky mặc ở trên người. Thì bây giờ quý vị đã hiểu vì sao rồi. Ông đang bước ra từ cuộc chiến, mới ngày hôm qua đi đến Ba Mút đây còn gặp gỡ binh lính. Và ngày hôm sau là đã xuất hiện ở Washington. Ông dân biểu Thomas Massey của Kentucky đã tweet ra cái dòng như thế này trên Twitter này thưa quý vị ông Thomas này nói đó là sẽ không có tham dự cái buổi diễn thuyết của Zelensky tại quốc hội đâu là bởi vì Zelensky chỉ là một cái tay vận động chính trị hành lang của Ukraine mà thôi và còn uh, cái nhân vật mà bà Marjorie Taylor Greene mà nãy giờ quý vị thấy trên màn hình ở suốt trên màn hình đó là bà chỉ trích từ lúc mà Zelensky chưa tới Mỹ và Vi Hoàng Vi đã thưa rồi. Bà nói một điều rằng bây giờ Ukraine trở thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ hay sao? Mà suốt ngày cứ viện trợ như thế này. Và phải nói là mợ Taylor Green gần như trong suốt cái thời gian vừa qua là làm mưa làm gió ở sàn Hạ Viện. Ngày hôm qua, Hoàng Vi có thưa quý vị là một loạt những cái chỉ trích trong ngày thứ tư mà bà uh, Taylor Green đã dành cho ông Zelensky. Nhưng Hoàng Vi cũng quên thưa quý vị một cái câu chuyện rằng đó, trong cái dòng thời sự của sự kiện trong ngày ngày hôm qua có nói cái ý là những cái nhóm Cộng Hòa bây giờ đó đang có một số những cái mâu thuẫn xào xáo là Cộng Hòa MAGA cũng bây giờ cũng mâu thuẫn với nhau giữa bà Taylor Green với lại bà dân biểu Lauren Bovet cũng là những cái nhóm Cộng hòa MAGA hay là Cộng hòa ở Hà viện đang có mâu thuẫn với Cộng hòa ở Thượng thượng viện là đối với ông Mitch McConnell là lãnh đạo ở thượng viện hay là ngay cả trong đảng cỡ, nội bộ của đảng cộng hòa ở toàn quốc đó thì nhóm cộng hòa maga cũng đang chỉ trích cái bà chủ tịch đảng cộng hòa toàn quốc là bà rona uh, Ronald mcdaniel có nghĩa là cộng hòa đang xào xáo nhưng mà hoàng vi quên thưa quý vị có một cái chi tiết quan trọng như thế này nè vào cuối tuần vừa qua đó thì cựu tổng thống Donald Trump có kêu gọi mọi người đó những người bên bản cộng hòa đó ở hạ viện thôi thì bỏ phiếu để ủng hộ cho ông Kevin McCarthy để có thể làm chủ tịch hạ viện đi. Đừng có kéo dài cái chuyện mâu thuẫn xào xáo như thế này nữa. Nhưng mà trong tuần này quý vị có biết không? Cựu tổng thống Donald Trump đã nhá ra một cái ý đó, là có thể là bà Taylor Greene này xứng đáng để làm chủ tịch hạ viện á. Cho nên là quý vị mới thấy là bà Taylor Greene gần đây coi như là có liên tục những cái show diễn ở sàn hạ viện như thế này nhưng mà nó không bằng là cái dòng tweet vào chiều tối ngày hôm qua ngày thứ tư thưa quý vị bà Taylor Green á bà nói rằng bà không có tham dự để mà nghe Zelensky nói cái gì quốc hội hết á nhưng mà bà đã tweet ra một cái dòng rất là dễ sợ như thế này nè bà nói cái chuyện mà Mỹ mà cứ phải đi viện trợ cứ phải đi uh, cung cấp tiền rót tiền ra cho nước ngoài như thế này á chẳng khác gì là người dân Mỹ đang bị hãm hiếp mỗi ngày bởi chính những cái nhà lãnh đạo của nước Mỹ cái việc viện mỹ viện trợ nước ngoài chẳng khác gì người dân mỹ bị những cái nhà lãnh đạo hãm hiếp mỗi ngày ý bà nói là người dân mỹ hiện nay đang phải đối phó với lạm phát khó khăn với lạm phát đó mà bây giờ còn đi rót tiền ra nước ngoài nhưng mà bà taylor green hoàn toàn quên rằng mỹ muốn đóng vai trò là lãnh đạo thế giới và muốn có cái tầm ảnh hưởng của mình ở trong mọi vấn đề từ địa chính trị cho đến kinh tế thì phải ở vai trò lãnh đạo và phải thể hiện cái vai trò này nhưng đó là cái lời phát biểu của bà Taylor Green đó thưa quý vị. Và trong cái buổi mà diễn thuyết của Zelensky ở quốc hội đó, thì chỉ có 86 những cái nhà lập pháp bên phía đảng Cộng Hòa trong tổng số 213 người đã tham dự thôi. Một phần ba viện nhiều lý do nói rằng là vì họ sợ là họ trễ chuyến bay, không thể về được nhà để đón Christmas, rồi đủ thứ lý do khác hết. Nhưng mà phần nhiều trong đó, trong số những người vắng mặt thì nói là họ phản đối. Rồi chẳng những những tiếng nói ở trong quốc hội đâu thưa quý vị, ông Tucker Carlson của The Fox News. Cái tay bình luận về chính trị và thường có những cái quan điểm rất là cực hữu đó. Tucker Carlson nói gì? Nói cái chuyện mà quốc hội bây giờ lại tiếp tục rót 45 tỷ cho Ukraine đó, là một cái trò hề, một cái trò đùa. Và gọi và so sánh Zelensky quý vị biết không bằng cái cụm từ là đây là một cái tay manager trong những cái giống như những cái câu lạc bộ khỏa thân của Ukraine vậy đó. Đó là cái cách sỉ nhục một cái vị nguyên thủ quốc gia như vậy khi người ta đến Mỹ. Rồi, và ngoài ra trong cái dòng mà chỉ trích rất là nhiều như vậy, không thể không nhắc đến con trai của cựu tổng thống Donald Trump. Đó là Donald Trump Jr. Khi mà Zelensky vừa đặt chân tới nước Mỹ thôi thưa quý vị, thì ông Trump Jr. đã tweet ra một cái dòng như thế này. Ông gọi Zelensky là nữ hoàng chuyên đi ăn mày, chuyên xin trợ đi xin viện trợ và nữ hoàng ăn mày của thế giới và nói rằng là rất là vô ơn. Vì sao nói Zelensky vô ơn? Ông Trump chưa nhờ này đã thuật lại một cái thông tin ở trên hãng thông tấn AP đã đưa ra nhưng mà thuật lại không có đầy đủ. Trong đó đó cái bài báo của AP nói rằng là Zelensky trước khi mà có mặt ở Washington vào thứ tư, nè thưa quý vị, thì vào thứ ba là xuất hiện ở Bamut để mà gặp gỡ binh lính. Nãy giờ Hoàng Vi có thưa quý vị suốt rồi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này á những cái người lính ở Bamut đã gửi cho Zelensky một cái lá cờ và mong được chuyển đến cho nước Mỹ để bày tỏ cái sự cảm ơn, sự biết ơn rằng nước Mỹ đã viện trợ vũ khí cho người lính của Ukraine chiến đấu cho đến tận bây giờ. Và Zelensky đã nhận cái lá cờ này và còn nói một cái ý thế này nè, đây là một cái hàm ý, một cái ẩn ý, có nhiều ý nghĩa trong cái lá cờ này. Nhưng mà những cái điều này nó còn chưa đủ, Ý Zelensky nói trong cái chuyến đi này, ông ấy cầm theo cả một cái wish list, hoàng vi thứ quý vị, vào ngày hôm qua rồi. Là mong là được viện trợ thêm những cái vũ khí mà nó hiệu quả hơn và những cái vũ uh, đặc biệt là ở mang tính sát thương cao hơn và ở cái tầm bắn nó xa hơn. Cho nên là Zelensky nói là mong là được viện trợ thêm nữa, nhưng mà Donald Trump Jr. đã cắt ngắn cái dòng thông tin đó và đã tweet lại và nói rằng Zelensky vô ơn. Vậy mà còn nói là chưa đủ nữa. Thế thì nói tóm lại trong suốt những cái tràn ngập ở những cái mạng xã hội rồi truyền thông của Mỹ về cái cuộc đi thân chinh của Zelensky đã đến Mỹ ngày hôm qua đó thưa quý vị. Người binh, người chống. Và trên hết là những người chống thì họ nói là đi xin tiền. Rồi tư thế của một kẻ ăn mày không có thể mà ăn vẫn tốt hơn hay sao? Nhưng mà những cái người binh thì nói là Ủa đi xin tiền có gì là xấu Đi xin tiền để mà đem về Để mà cho những người lính của mình có được vũ khí Để mà chống chọi lại với sự xâm lăng của kẻ thù Để mà bảo vệ cho cái lãnh thổ của họ Bảo vệ cho cái quyền tự do dân chủ và mạng sống của lính và người dân của họ Thì có gì là xấu còn hơn là khi chiến tranh xảy ra quý vị nhớ không là những có một số những cái vị lãnh đạo thế giới đó và thậm chí là cựu tổng thống Ukraine cũ đã nhanh chóng leo lên máy bay, bỏ trốn và tìm cách tị nạn và đem theo một núi tiền để mà bỏ trốn. Đã có nhiều trường hợp như vậy rồi mà. Và chính Zelensky, cái anh hề của Ukraine này đó, đã từ chối cái offer của Mỹ ngay từ ngày mà 24 tháng 2 nổ ra chiến tranh. Mỹ nói bây giờ sao? Có muốn là tạm thời lánh đi không? Cho chiếc máy bay đem tới để mà chở đi. Zelensky đã từ chối và mãi cho đến ngày thứ tư là ngày hôm qua đó, 21 tháng 12 đó, thì Zelensky đã chấp nhận cái chiếc máy bay này. Nhưng mà không phải là để bỏ trốn mãi mãi ở Mỹ, mà là đã đến và kêu gọi người dân Mỹ và những nhà lãnh đạo làm ơn hãy tiếp tục viện trợ cho Ukraine để có thể đạt được đi đến cái chiến thắng. Và sau cái chuyến đi này thưa quý vị thì mới nhất là ngoại trưởng của Mỹ là ông Anthony Blinken vừa mới thông báo là Washington sẽ cung cấp thêm một cái khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 1 tỷ 8 cho Ukraine bao gồm cả việc chuyển giao cái hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đó là những cái diễn tiến liên quan đến Zelensky mà Hoàng Vi xin được tự thuật đầy đủ. Và chắc chắn một điều rằng Nga không có vui đâu. Ngay khi mà Zelensky đặt chân đến Washington, ông Putin nói gì? Cái chuyến đi này xem như thứ nhất Mỹ đã leo thang cái cuộc chiến tranh Thứ nhì là không có cái chuyện đàm phán gì nữa hết đó để mà cái kết thúc chiến tranh trong hòa bình Đó là cái thông điệp rất là xanh rơ Và Putin còn nói thêm á, là Thực ra là Nga không có hề là muốn nuốt chửng Ukraine như thế, để làm chi hết á. Nga vẫn xem Ukraine là anh em nga vẫn xem ukraine là anh em thì ngay lập tức cái lời phát biểu của ông putin như thế này á, thì cộng đồng thế giới người ta chỉ trích rất là dữ người ta nói là những cái ngôn từ đầy sáo rỗng và đầy giả dối và không mang bất kỳ một cái thiện chí nào hết á nga vẫn xem ukraine là anh em vậy mà đem quân tàn sát và đánh phá người ta tả tơi để rồi bây giờ vào mùa đông giá rét người ta không còn điện để mà xài không còn uh, sưởi hít để mà sưởi ấm đó là câu chuyện của Nga và Ukraine và liên quan tới nước Mỹ đã sát cánh như thế nào trong cái cuộc chiến này. Rồi, nhưng nhắc về những cái chuyện lá cờ mà hồi nãy quý vị thấy là cái hình ảnh là ông Zelensky trao cái lá cờ Ukraine ở quốc hội đó. Thì ở Việt Nam, làm cho Hoàng Vi nhớ là cũng trong ngày hôm nay nè thưa quý vị, ở Việt Nam cũng có những câu chuyện liên quan tới lá cờ, đến banner, đó là ngày 22 tháng 12 đó thì ở Việt Nam là ngày kỷ niệm 78 năm thành lập quân đội nhân dân của Việt Nam thế thì nhà nước tổ chức những cái sự kiện ăn mừng rất là rầm rộ như thế này nhưng mà có hai cái sự kiện là gây chú ý mà liên quan tới cái chuyện mà banner rồi lá cờ thế này nè thưa quý vị sự kiện thứ nhất là xảy ra ở trường đại học kinh doanh và công nghệ ở Hà Nội Họ treo một cái tấm banner rất là lớn để mà kỷ niệm cái ngày lễ như thế này đó quý vị đang thấy trên màn hình là chào mừng 78 năm thành lập ngày quân đội nhân dân ha. Nhưng mà người ta đã nhanh chóng mà người ta dùng kính lúp đó, người ta soi ra thì người ta thấy bên trái đó lại không phải là lá cờ của Việt Nam mà là lá cờ của Trung Quốc. Và bên góc phải đó là những cái hình ảnh ba ba người lính của Trung Quốc làm nền. Không phải là người lính Việt Nam cho nên là cư dân mạng rồi những người mà thấy người ta sốc người ta giận dữ quá và đây là khoa chính trị nha thưa quý vị đây là khoa chính trị quân sự của Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội và đây không phải là lần đầu tiên mà trường này có cái sai phạm như vậy bởi vì vào năm 2019 cũng trường này nhưng mà là khoa Trung tiếng Trung và Nhật đã sử dụng cái giáo trình là Developing Chinese và in hình bản đồ Trung Quốc mà có gắn đường lưỡi bò để dạy cho sinh viên. Thì cho nên đây không phải là lần đầu. Và đó là cái sự kiện thứ nhất liên quan đến cái ngày 22 tháng 12 ở Việt Nam mà làm cho người ta chú ý. Và cái sự kiện thứ hai cũng liên quan tới cái ngày 22 tháng 12 này là cái ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đó thưa quý vị. Nhưng mà xảy ra ở Bảo Lộc là tỉnh Lâm Đồng, là trường đại học Tôn Đức Thắng. Các cái em sinh viên cũng làm một tấm banner để mà chào mừng nhưng mà đã in cái hình là người lính mỹ đang trao quà cho trẻ em việt nam thì ngay lập tức ngay lập tức là các em này bị chỉ trích rất là nhiều chỉ trích rất là nhiều và các em giải thích đó là vì các em tìm trong lúc mà lên google mà research để tìm cái hình mà bỏ lên đó, thì các em không biết là đây là hình của người lính mỹ cho nên em cứ lấy và em bỏ vô cái tấm banner thôi và bây giờ đó quý vị có biết không diễn tiến là công an đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh và và để điều tra rồi sẽ xử phạt. Có nghĩa là khi mà công an mà đã vào cuộc mà xử phạt rồi á thì nhiều người nhận định là rất nhiều khả năng là những cái nhóm sinh viên này á sẽ bị kết tội là phản động. Sẽ bị kết tội là phản động. Đó là trường đại học ở Lâm Đồng. Nhưng mà trở lại với cái trường đại học uh, công nghệ uh, ở uh, ở Hà Nội đó thưa quý vị thì sao? cái cái banner mà có cái lá cờ của Trung Quốc á, và cả những cái hình ảnh người lính của Trung Quốc đó thì chủ nhiệm khoa đã đổ lỗi cho phó chủ nhiệm và nói rằng á, không có chịu uh, đưa lên để cho ban chủ nhiệm khoa approve chuẩn thuận mà vội đem đi in đó là lỗi của phó chủ nhiệm khoa thì bây giờ ông này đã bị kỷ luật rồi cái lỗi thứ hai á cái lỗi thứ hai thưa quý vị quý vị biết không họ đã đá trách nhiệm sang cho cái cái nhà in cái tấm banner này và nói rằng á, là bên in ấn có đề nghị sửa lại thiết kế do cái phong chữ nhỏ quá cho nên á, bên ban chủ nhiệm khoa đã không có kiểm lại ý họ nói là bên phía nhà in á, tự động đưa cái hình lá cờ với lại người lính vô họ đá trách nhiệm như vậy thì cái kiểu mà đá trách nhiệm như thế này ngay lập tức người ta nghe người ta không có make sense không có hợp lý vì chẳng có một cái nhà in nào mà dại dột mà tự động đưa vô cái nội dung để rồi là người ta sẽ có thể bị hệ lụy và cái chuyện mà đổ lỗi cho nhà in quý vị thấy quen không nó rất là quen ở việt nam có một cái trào lưu là tất cả mọi thứ mà sau khi mà vỡ lẽ ra mà thấy đó là một cái quyết định sai trái một cái văn bản nó sai trái thì đổ lỗi cho cái thằng đánh máy cái gì những cái ông mà lãnh đạo hay là ông giám đốc hay ông cán bộ gì mà có sai trái trong những cái quyết định văn bản thì nói ừ đúng là tôi ký nhưng mà cái lỗi là do thằng đánh máy, thằng đánh máy nó thai ông đúng á. Quý vị nhớ không? Có một cái trào lưu thế này ở Việt Nam thì nhân cái câu chuyện cái ngày hôm nay ngày 22 tháng 12 là cái ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đó thì ở Việt Nam đã nổi lên hai câu chuyện này một bên thì họ cho rằng lỗi của thằng đánh máy lỗi của nhà in còn một bên các cái em sinh viên á để tổ chức một cái banner cho cuộc thi tìm hiểu cái ngày này á thì có thể các em sẽ bị khép một cái tội là phản động thì chúng ta phải chờ xem cái diễn tiến thế nào và Hoàng Vi xin phép sẽ được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ở phần 3 này có một cái thông tin liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump vừa mới xảy ra thôi và Hoàng Vi xin phép được thưa quý vị. Đó là câu chuyện diễn ra ở tòa án. Khi mà quý vị biết là ở New York đang có một cái cuộc điều tra và đã đưa ra tòa rồi của Bộ trưởng Tư pháp của New York là bà Letitia James đã kiện công ty của ông Trump là Trump Organization về những gian luận về thuế và tài chánh và bà đòi là cái vụ kiện này lên đến 250 triệu Mỹ Kim. Thì câu chuyện này quý vị đã biết rồi. Nhưng mà một cái diễn tiến mới nhất á, là giữa hai bên, là giữa bà Lisa James và nhóm luật sư của ông Trump vẫn có rất nhiều tranh cãi liên quan đến cái chuyện là bà James á, bên nhóm luật sư, bên công tố đó đòi là ông tòa đó là phải phạt bên nhóm luật sư của ông Trump và ông Trump là bởi vì trì hoãn không có chịu hợp tác để mà đưa ra những cái văn bản, những cái tài liệu mà bên công tố cần. Và chánh án trong cái câu chuyện này là chánh án Arthur Engoron đã quy định đã đưa ra cái mức xử phạt và phạt phía ông Trump phải nộp là 110.000 Mỹ Kim. Cho cái chuyện là cứ trì hoãn không có chịu ra tòa và để cung cấp lời khai từ phía ông Trump và ba người con của ông. Và kèm theo cái mức phạt là 10.000 mỗi ngày cho đến khi nào mà phải nộp đầy đủ những cái hồ sơ. Đó là background của câu chuyện. Bà quý vị đã nắm, Hoàng Vi đã thưa quý vị trước đây. Nhưng mà bây giờ đó thưa quý vị trong một cái diễn tiến mới nhất đó thì nhóm luật sư của ông Trump lại đưa cái vụ này ra một cái tòa ở Florida và yêu cầu là tòa ở Florida hãy chặn không có cho bà Lisa James được quyền đó, tiếp tục tiếp cận với những cái hồ sơ mà mà phía bãi yêu cầu nữa và mặt khác là để chặn đứng cái hình phạt cái mức phạt mà ông chánh án Egoron đã áp cho phía ông Trump là 110.000 Mỹ kim. Cái chuyện mà ông Trump đã ra tòa và đã cung cấp lời khai liên quan đến câu chuyện hồ sơ về gian lận về thuế này rồi. Thưa quý vị, ông Trump đã ra tòa rồi. Và quý vị có biết không là cựu tổng thống Donald Trump đã ra tòa và đã sử dụng đến cái Fifth Amendment là tôi chánh án thứ năm đó 450 lần. 450 lần trong cái, cái 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 việc mà ra tòa đó để mà giữ cái sự im lặng không có trả lời câu hỏi. Và mới nhất vào ngày hôm nay, thưa quý vị, một chánh án ở Florida có tên là Donald Middlebrooks là của một quận, một tòa án quận ở Florida. Ông cũng đã bác đơn yêu cầu của phía ông Trump luôn. Ông nói là không, ông không có cảm thấy là ông có đủ cái cơ sở pháp lý gì để mà phủ quyết một cái yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp của một cái tiểu bang khác hết á. Ông có quyền gì để mà có thể phủ quyết cái yêu cầu này hết á. Và cái điều này bà Letitia James là bộ trưởng tư pháp của New York cũng đã đưa ra từ lâu. Bà nói rằng là bây giờ ông Trump đừng có mất thời gian để mà nộp ra những cái tòa ở Florida nữa. Họ không có thể ngăn cản được cái câu chuyện ở cái tòa xảy ra ở New York. Và ở cái tòa New York, đó, thưa quý vị, trước đó thì cựu tổng thống Donald Trump và nhóm luật sư của ông nhiều lần phàn nàn rằng các ông chánh án Erdogan mà đưa ra cái mức hình phạt 110.000 Mỹ Kim chỉ vì là phía ông Trump không có chịu giao nộp tài liệu đầy đủ đó. Ông Trump đã từng ta tháng và nói là ông bị xử ép quá. Và ông chánh án Aragon này unbelievable, rất là unfair, rất là bất công. Và người ta nói đó thưa quý vị là trong cái những cái phiên tòa mà xảy ra ở New York đó, luật sư của ông Trump là H3 đã nhiều lần gần như là đấu tay đôi với tòa luôn, với ông Aragon luôn. Thậm chí là tòa phải nhắc nhở luật sư này nói một câu là khi mà tòa nói đó thì làm ơn hãy chấm dứt phải im lặng để mà nghe đó là những gì xảy ra liên quan đến cái vụ uh, uh, bộ trưởng tư pháp new york kiện cái công ty trump organization cho nên bây giờ ngày hôm nay cái quan tòa ở florida họ vứt cái, cái hồ sơ này ra họ không có nhận xử họ nói rằng họ không có đủ thẩm quyền họ không có đủ cái cơ sở về pháp lý để mà có thể bãi bỏ được một cái quyết định của một cái tòa của uh, bên new york và quan trọng hơn là một cái yêu cầu của bà bộ trưởng tư pháp uh, new york là lisa james và đồng thời nhưng mà cái điều này mới là cái quan trọng này thưa quý vị à, chánh án của tòa ở Florida là Donald Donald Middlebrook như hồi nãy Hoàng Vi thưa đó ông này mới đưa ra cái lời khuyên thế này nè ông nghĩ rằng nhóm luật sư của ông Trump á, hãy chấm dứt đừng có tiếp tục đi nộp những cái đơn kiện hay là mở những cái vụ kiện hay là mở những cái bộ hồ sơ gửi ra tòa đó mà nó không có đi đâu vào đâu hết, nó không có cơ sở pháp lý, đó là lời của ông Chánh Án này nói Quý vị có thể tìm đọc để mà kiểm chứng thêm Và cũng nhân nói về những câu chuyện Về những cái nộp hồ sơ mà nó không đâu vào đâu á, Quý vị nhớ không Liên quan đến cái cuộc bầu cử năm 2020 Cựu Tổng thống và nhóm luật sư của mình Đã nộp gần như 70 cái đơn kiện Từ tòa các cấp Từ tiểu bang cho đến liên bang Rồi nộp cả tối cao pháp viện nữa Là đều bị vứt ra ngoài và trong số ít đó mới được mới mới được tòa nhận và xử và chính ông cựu tổng thống đã từng ta tháng trong cái thời gian đó đó ông nói tới ca pháp viện bây giờ là bị mua chuột hết rồi, không có chịu xử những cái hồ sơ mà ông gửi lên. Nhưng mà liên quan đến cái vấn đề là cứ nộp, cứ kiện, hở chút là kiện nhưng mà không cần biết là cái cơ sở pháp lý mình của mình nó có vững chắc hay không đó thì không thể không nhắc đến cái bà Kerlek ứng cử viên cho cái chiếc ghế thống đốc của tiểu bang Arizona. Hoàng Vi nhiều lần thưa quý vị đó, trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11, Cadillac nhiều lần nói rằng nếu mà thắng cử, nếu mà thắng thì mới chấp nhận kết quả, nếu mà thua, không chấp nhận. Và y như rằng bà làm điều đó, thưa quý vị, đến bây giờ đối thủ của bà Cadillac là Katie Hope đã chính thức là trở thành, đã, đã đã tuyên bố chiến thắng và đã được đương cái người thống đốc, đương kim thống đốc là đã thừa những chiến thắng của Katie Hope rồi. Vậy mà Cadillac đâu có chịu. Và quý vị biết không, là Kerlec nộp 10 cái đơn kiện. Kiện ai từ kiện bà Katie Hope nè, rồi kiện về Ủy ban tổ chức bầu cử của hạt Maricopa nè, nói chung là kiện tất tần tật. Và thậm chí là vào hôm thứ ba trong tuần này, là cách đây hai hôm, Cadillac còn lên tuyên bố là đòi á, là cái nhóm mà tổ chức cái bầu cử ở quận hạt Maricopa đó, bỏ tù hết cái nhóm giới chức đó đi. Là bởi vì gian lận bầu cử, rồi trước đó thì bà đòi là bây giờ phải phải tuyên bố là bà phải là người thắng cử trong cái cuộc bầu cử này mới đúng. Bà phải là thống đốc của Arizona mới đúng. Nhưng mà cái câu chuyện mà nó hài nhất là ở điểm này nè thưa quý vị. Là bà nộp 10 hồ sơ như hồi nãy Hoàng Vi có thưa quý vị đó. Bà nộp 10 hồ sơ. Thì 8 hồ sơ là bị vứt ra. Thì có 2 hồ sơ là được tòa chấp nhận. Để mà lắng nghe ý kiến quan điểm của hai bên để rồi xử. thì ngay khi mà nộp hồ sơ nộp hồ sơ vô đó, thì bà trong cái cái một trong những hai cái hồ sơ đó đó, thì bà yêu cầu phía luật sư của bà Kaley là yêu cầu là cái bà khi đi họp là cái bà thắng cử đó phải ra tòa và cung cấp lời khai. thì ngay khi lập tức mà cái đơn của bà Kaley mà được chấp nhận ở tòa đó, thì bà lên twitter và bà viết như thế này nè. Cái đơn kiện của chúng ta đó đã được tòa chấp nhận rồi. Và khi đi hốt cứ nỗ lực để mà ăn gian phải không? Bây giờ khi đi hốt phải ra tòa để mà cung cấp lời khai. Và bà xem như đây là một cái chiến thắng đầu tiên của bà Kellek. Vậy mà quý vị có biết không? Chỉ chưa vòng 24 tiếng khi mà bà tuyên bố cái điều này trên Twitter đó. Thì vào ngày thứ tư ngày hôm qua, nhóm luật sư của bà Kellek đã chính thức rút lại cái lời yêu cầu subpoena, tức là yêu cầu là bà Katie Hop phải ra điều tra, điều, điều trần và cung cấp lời khai. Bởi vì họ tự thấy là họ không có cơ sở gì hết để mà yêu cầu cái bên kia, yêu cầu cái bà Katie Hop phải ra uh, cung cấp lời khai. Đó là cái diễn tiến mới nhất. Vậy mà trước đó 24 tiếng, bà Kellex còn lên trên mạng, lên trên Twitter và nói á, là chúng ta có một cái massive legal win. Vậy mà 24 tiếng sau là luật sư của bà đã rút lại cái yêu cầu này. Để mà cho thấy rằng á, là cứ nộp đơn kiện, nộp thoải mái thì cứ nộp, nhưng mà tòa có nhận xử hay không á, đó, đó lại là một câu chuyện khác. Và đây là một ví dụ nữa để cho quý vị thấy. Rồi, một cái phần tin tức khác liên quan tới Iran thưa quý vị, mà ngày hôm nay nó thu hút cái sự chú ý của Hoàng Vi. Đó là câu chuyện quý vị nhớ là Hoàng Vi đã nhiều lần thưa suốt 3 tháng này ở iran người dân người ta cũng ròng rã để người ta biểu tình để người ta đấu tranh để mà chống lại cái sự độc tài của iran iran càng càng bẻ gãy cái sự độc tài sự biểu tình của người dân trấn áp và thậm chí là treo cổ người dân để mà thị uy luôn để mà cho người dân của iran nhìn đó mà sợ nha và sau cái chết của cô thiếu nữ trẻ asami đó amini đó thưa quý vị ashi amini thì người dân người ta đã bùng lên như thế này và người ta nói chịu hết nổi rồi con dung xéo lắm cũng quằn thì đây cái thông tin liên quan một cái tổ chức về uh, phi chính phủ đó thưa quý vị có tên là Amnesty International họ đã chính thức họ đưa ra một cái danh sách có 26 người mà là có cái tầm ảnh hưởng và là có sự nghiệp đàng hoàng ở Iran đó nha bây giờ đã bị nhà cầm quyền độc tài đã bắt và thậm chí là sắp tới trong số 26 người đó đó có thể là sẽ bị xử tử bởi vì đã có bày tỏ cái tiếng nói ủng hộ cho cái cuộc biểu tình như thế này trong 26 người đó mà họ liệt kê ra danh sách họ tên tên tuổi đầy đủ về nghề nghiệp đó quý vị. Thì người ta nhìn thấy là trong đó có những cái người mang cái sự cái tầm ảnh hưởng rất là lớn là có vận động viên nè, có về football nè, rồi có bác sĩ nè, rồi có diễn viên nè, rồi có người mẫu nè. Những cái người trẻ mà người ta không có chịu được cái sự đàn áp như thế này và sắp tới là người ta phải đối diện với cái cái án tử hình. Và mới nhất đây thôi, mới nhất thưa quý vị, vào cái hôm ngày 19 tháng 12, cái cô diễn viên rất là nổi tiếng và xinh đẹp của Iran là cô Ali Dosti. Cô này là đã từng đến Việt Nam rồi nè thưa quý vị. Và cô cũng được biết đến rất nhiều qua cái một bộ phim đoạt giải Oscar năm 2016 là The Cell Cô này đã bị Iran bắt. Và cái lý do mà họ đưa ra là vì cô đã có đăng tải những cái nội dung sai lệch, xuyên tạc và kích động sự hỗn loạn thì ngay lúc mà Asami vừa mới chết đó và bùng lên cái làn sóng biểu tình á, cô đã đăng cái bức ảnh của cô thiếu nữ Asami lên trên Instagram và nói là mọi người đừng quên về những gì mà phụ nữ Iran đã trải qua và bây giờ hãy nhắc tên của cô ấy và lan truyền những cái điều này, cái tinh thần này. Và bây giờ cô bị bỏ tù. Và chẳng những cô này đâu mà cả 26 người, 25 người khác cũng sẽ bị bỏ tù. Bởi vì đã lên tiếng nói để mà phản đối cái nhà cầm quyền độc tài. Đó là câu chuyện ở Iran. Rồi, bây giờ trở lại với câu chuyện của Elon Musk. Quý vị biết là những cái thông tin liên quan đến Elon Musk, ông tỷ phú của Tesla và bây giờ là chủ nhân của Twitter đó, nó vẫn diễn ra gần như là mỗi ngày. Là bởi vì ông này vẫn thường xuyên tạo ra những cái scandal và tạo ra những cái thị phi. Và nhiều lần Hoàng Vi nói có vẻ như Elon Musk không có chấp nhận là dừng lại ở một cái một cái vị trí là rất là nhiều người ngưỡng mộ với cái đế chế kinh doanh hùng mạnh và số tài sản mà đáng mơ ước. Thì, thì bây giờ quý vị biết là câu chuyện là Elon Musk sau khi tiến hành khảo sát để mà hỏi là bây giờ tôi có nên từ bỏ cái vị trí CEO của Twitter không? Tưởng là dân tình nói không, ai về dân tình nói có nhiều quá. Thì bây giờ cũng hứa hẹn nói rằng là ok, sẽ khi nào tìm được người phù hợp thì sẽ rời đi. Nhưng mà có một cái thông tin mới nữa thưa quý vị là Elon Musk trong suốt cái tuần vừa qua vẫn thường xuyên comment nói rằng mình bị người ta theo dõi rồi bị người ta track những cái location những cái địa điểm của mình rồi người ta bỏ lên rồi có những cái người điên rồ cứ muốn tấn công Elon Musk và mới nhất các thưa quý vị cái cái đội ngũ mà bảo vệ an ninh cho Elon Musk đã gọi cho 911 và báo với cảnh sát ở cái hạt Sao Pasadena thưa quý vị nói rằng là bây giờ À, không chính xác là nó bắt đầu từ câu chuyện cái dòng post của Elon Musk trên Twitter. Elon Musk nói gì? Những cái người quá khích vẫn đang điên cuồng tấn công tôi. Ngày hôm qua khi mà cái chiếc xe mà chở con tôi mà họ tưởng là chở tôi trong đó đó và họ bám theo. thì bây giờ cái đội ngũ an ninh của tôi đó đã phải báo cảnh sát. nhưng mà cái câu chuyện sau đó cảnh sát điều tra quý vị nó không phải như vậy. cảnh sát của Pasadena, người ta đưa ra cái lời tuyên bố chính thức mà Hoàng Vi đọc được trên Newsweek ngày hôm nay. Cái kịch bản nó hoàn toàn nó khác với những gì mà Elon Musk viết trên Twitter. Cảnh sát nói như thế này nè thưa quý vị, là cái người mà bên phía Elon Musk nói rằng là bám theo xe của người ta đó để theo dõi để mà tấn công sợ là tấn công Elon Musk đó. Thật ra là một người đàn ông Connecticut 29 tuổi Ông này đang lái xe và vừa mới exit khỏi cái freeway để đi vô một cái chỗ mà cái parking lot đó Thì ông dừng lại thì bị chiếc xe của bên phía của chở con trai của Elon Musk Với có một cái team bảo vệ an ninh dày đặc đó Họ mới chặn đường của ông này họ chặn đường cái xe đầu xe của ông này và họ nghĩ rằng là ông này đang theo dõi mình. Thế thì cả hai bên mới rút phone ra để mà quay nhau. Thì bây giờ cảnh sát sau khi điều tra họ xem hình ảnh video của cả hai bên thì họ đi đến kết luận là ông này không có theo dõi cái team của bên Elon Musk, chỉ là một cái sự trùng hợp mà thôi. Vậy mà bên phía những cái đội ngũ bảo vệ an ninh của Elon Musk đã làm rầm rộ lên và ở thời điểm đó Elon Musk không có tại hiện trường. Nhưng mà ông ấy đã đưa lên trên Twitter một cái dòng cáo buộc cho rằng đó bây giờ những người quá khích vẫn cứ tiếp tục theo dõi. Và quý vị nhớ cách đây khoảng 10 ngày Elon Musk có nói mà nếu như mà tôi mà bị kiểu giống như là tôi bị chết, tôi có chết đi thì tôi không có tự tử đâu nha. Và ông nhiều lần nói rằng là ông bị tấn công. Đến mức độ mà cái cô dân biểu bên cấp tiến bên AOC thưa quý vị, bên phía dân chủ đó, cô nói là Musk ơi, tôi cũng giống như ông vậy đó trước đây tôi bị những cái người bên phía cộng hòa mà cực đoan đó thường xuyên là tấn công tôi chửi bới thóa mạ rồi mà tìm đến nhà của tôi để mà theo dõi rình rập và đe dọa là lấy mạng nhưng mà ông cứ khua cool đau ông nghỉ ngơi chút xíu đi mất rồi cái điều quan trọng là ông bỏ cái phone của ông xuống đi đó là lời AOC đã gửi cho Elon Musk. Thì ngay lập tức ông chủ ông CEO của Trader phải nói là cũng đanh đá ghê gớm lắm người ta nói chưa đầy 2 phút sau là trả lời liền cô làm trước đi có nghĩa là bỏ cái phone xuống trước đi rồi hãy nói tôi nhưng mà đó là một cái câu chuyện vui liên quan tới Elon Musk. Nhưng mà để trở lại câu chuyện này nè thưa quý vị. Những cái lời tuyên bố của Elon Musk hầu như bây giờ người ta thấy nó thường là nó tréo cẳng ngỗng và thường nó không đúng cáo buộc người ta theo dõi mình, trong khi đó thực ra cái câu chuyện nó không phải như vậy. Và cũng trong cái dòng suy nghĩ mà cho rằng mọi người bây giờ cứ track cái địa điểm, cái location của mình rồi mọi người muốn tấn công mình. Mà quý vị có nhớ là Elon Musk đã đi đến cái quyết định đó là đóng cái tài khoản của những cái nhà báo New York Times, của CNN, của Washington Post và tới mức độ mà bên phía Âu Châu người ta, nghị viện Âu Châu người ta đòi là vời ông này qua để mà điều trần là vì ông đã có những cái hành động, những cái quyết định ảnh hưởng đến tự do báo chí và nó dẫn đến cái chuyện trước cái sự phản ứng quá lớn Elon Musk phải mở lại account của những cái nhà báo này. Đó là câu chuyện như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm nay Hoàng Vi muốn gửi đến quý vị á, Ngoài cái vấn đề là cũng vào buổi sáng đầu ngày có một cái ông luật sư đang đại diện cho 100 cựu nhân viên của Twitter đang nộp đơn kiện Twitter là vì sa thải người ta một cách rất là oan ức và không có không có báo trước đó. Thì có một cái câu chuyện này thưa quý vị để kết lại chương trình ngày hôm nay là Elon Musk đang tìm cách để bán lại Twitter mà với giá huề vốn thôi chứ không mong có lợi nữa. là trước những cái khủng hoảng và xảy ra ở Twitter hiện nay thì Elon Musk đang tìm kiếm những cái nhà đầu tư mà chịu chịu mua lại những cái cổ phiếu của Twitter với cái giá khoảng 54 đồng cho một cổ phiếu và để kiếm lại đúng cái điều mà ông ấy đã bỏ ra là 44 tỷ để mua về Twitter. Và chính ông Jared Uh, Bertrao là cái giám đốc điều hành văn phòng của gia đình uh, tỷ phú Elon Musk. Đó. Ông đã có những cái liên lạc đối với những cái nhà đầu tư mới và tiềm năng. Rồi một cái nhân vật khác là Ross Gerber là người điều hành công ty tư vấn đầu tư Gerber Kawasaki là cái công ty mà có vô trực tiếp trong cái thương vụ mua bán trader trước đây của Elon Musk đó cũng đã có chính thức xác nhận là đang có những cái việc mà tiếp cận chào bán như thế này. Để thấy là có thể là Elon Musk đã cảm thấy là mệt mỏi với những cái gì mà có thể Twitter đã không thực sự là tiềm năng như là Elon Musk nghĩ. Hoặc là có thể là những cái gì mà xảy ra đối với Twitter hiện nay đó là do cái bàn tay góp phần của Elon Musk rất là lớn. Và đâu phải chỉ Twitter đâu thưa quý vị, nó ảnh hưởng cả Tesla nữa. Hoàng Vi đã thưa quý vị thông tin rồi là tính đến thời điểm này, những cái cổ đông của Tesla cũng cảm thấy rất là bực bội vì Elon Musk dành quá nhiều thời gian cho Twitter và nó ảnh hưởng đến cổ phiếu Tesla giảm 57% trong năm nay. Và tính đến thời điểm này thì Elon Musk đã bán ra là 40 tỷ cổ phiếu của Tesla. Xem như là câu chuyện bên Twitter cũng cũng không êm mà câu chuyện bên Tesla cũng rất là mệt mỏi. Đó là những thách thức đang chờ đón tỷ phú Elon Musk. Chúng ta không biết, chúng ta không biết là có thể là ông sẽ đủ cái sự thông minh để mà có thể vượt qua những cái lèo lái như thế này, những cái cơn khó khăn như thế này. Nhưng mà cái câu chuyện của Pasadena sở cảnh sát mà gửi ra vào sáng ngày hôm nay á để cho thấy một lần nữa là cái những cái lời phát ngôn của tổng của ông tỷ phú Elon Musk á, đôi khi á, nó không có chính xác và để khép lại đó là những thông tin khép lại chương trình sự kiện trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại